Thường thường á, là khi mình bị một cái gì đó đó là mình lại quá quá nghĩ về nó, quá 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 hướng tâm đến giải quyết nó. Mà khi mình hướng tâm đến giải quyết nó đó, tức là mình kéo dài nó ra. Đó. Còn mình, nếu mà mình quên nó đi á, quên nó đi là sao? Quên nó đi tức là tại sao mình lại cứ dính vào cái chuyện đó? Tại sao mình dính vào cái chuyện đó mà mình uống nước không biết mình đang uống nước, ăn cơm mình không biết ăn cơm? Nếu mình đừng có để cái tâm mình dính vào một cái chuyện đó mà mình cứ lo ăn cơm thì biết ăn cơm, uống nước đi, biết đi làm gì, biết rõ cái đó đó, thì tự nhiên cái đó nó lại hết. Hồi đó thầy bị cái bệnh mà bị một cái bú cổ, nó sưng lên á, bắt đầu nghẹt cái cổ luôn, do đó không ăn được, không ăn uống được, chỉ có mấy ngày thôi mà người nó khô lại như là Bồ Tát khổ hạnh vậy đó. Khô lại vì không có nước, nước không uống vô được, mà cái chỗ mà sưng cái cổ đó đó là do một cái tuyến nước bọt nó bị viêm mà nó sưng ra một hồi á, mà nước bọt thì nó cứ chạy ra, nước bọt thì cứ chạy ra ngoài mà uống vô thì không được. Bà thần nó chỉ có mấy ngày đó, 3-4 ngày gì thôi là nó khô rang người như là một cái bộ xương vậy. Mà nó rất là khó chịu, một cái cảm giác mà nó, bởi vì nó không có nước thì trong người nó nóng lên, nó sốt lên và nó rất khó chịu, không có làm gì được hết á. Mình ngồi dậy khó chịu thì mình nằm ngửa ra một chút, rồi ngửa ra một chút cũng khó chịu, rồi mình nằm sấp cũng khó chịu, bất kỳ cái tư thế nào mình cũng khó chịu hết á, tức là rơi vào một tình trạng hoàn toàn khó chịu. Thì tự nhiên á, không biết tự nhiên chắc cũng có tu rồi, nhiều kiếp rồi sao đó. Tự nhiên đến lúc đó một cái á, tự nhiên đến lúc đó một cái thì cái phản ứng á, cái phản ứng đối kháng nó không còn. Khi cái phản ứng đối kháng mà không còn á, thì tự nhiên mình buông ra hết. Thì té ra đó, cái khó chịu á là do có người khó chịu. Còn nếu không có cái người khó chịu, tức là không còn cái bản ngã trong đó đó, thì chỉ có cái khó chịu không thôi á, thì là nó không có khó chịu. Cho nó khó chịu là do cái bản ngã không đối phản kháng lại, cho nên nó mới tạo ra cái khó chịu đó. Còn khi mình buông ra hoàn toàn thì lại thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái. Lạ lùng là trong cái khó, cực kỳ khó chịu đó, bây giờ lại hoàn toàn thoải mái. Và mình cảm thấy là một cái gì đó mà nó rất là êm ái, rất là ấm cúng hay là cái gì đó. Cho nên á, lúc đó thầy có một cái cảm giác như mình được giống như một cái bà mẹ mà mình đang ở trong tình thương yêu của một người mẹ. Do đó thầy mới có làm, sau đó thầy có làm bài thơ để nói là: mẹ ơi con thưa nhé, con muốn mãi muôn đời là đứa con nhỏ bé gọi với mẹ, mẹ ơi. Tức là bây giờ mình không còn đâu, mình đang ở trong một cái gì đó mà nó, tức là ở trong một cái biển đại từ đại bi gì đó của Pháp á. Đại khái là vậy. Thế ra khi mà mình, cái bản ngã mình nó rơi xuống á,
thì lúc đó tất cả các pháp dù là đáng một cơn đau đớn vẫn là niết bàn, vẫn là an lạc đó. Nhưng mà tại cái chính cái thái độ đối kháng đó đó mới làm cho mình phiền não khổ đau đó. Rồi cái câu chuyện đó nó mới tiếp tục á, nó tiếp tục là thế này. Sau đó thì thầy nó ngồi sốt lên rất là cao. Bữa trưa lúc đó đang trưa mà luôn luôn là ở nơi thầy là luôn luôn có cái bô, là bởi vì nước miếng nó cứ chạy ra ngoài đó, thầy nó luôn luôn sẵn để cái bô để cho nước miếng nó chạy ra đó. Sốt nó lên cao, nó lên cao đến một cái mức mà té ra là lúc đó cái bú đó nó bưng mụ và nó vỡ ra một cái là mụ máu nó chảy xuống ào ào trong một xô luôn, một cái bô nó luôn đó. Nhưng mà còn một cái nữa, tức là trước kia đó là tinh thần. Trước kia khi mà tinh thần mình ổn định á thì tự nhiên mình không thấy phiền não khổ đau gì cả, mình thấy thậm chí mình thấy trong đó an lạc nữa là khác. đó là về tâm. Còn bây giờ về thân, khi nó nôn ra một cái rồi á thì tự nhiên nhiệt độ trong người nó hạ xuống mà tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, cái thân cũng nhẹ nhàng luôn, tức là tâm nhẹ nhàng rồi bây giờ đến thân cũng nhẹ nhàng luôn. Thì sau đó nó mới, nó cứ mình cứ nuốt nước, lúc đó là uống nước được rồi, uống nước được rồi à, thì cũng có vấn đề gì cả, cái đấy qua rồi thì thôi. Thì có cái ông bác sĩ ấy, lúc đó là mới giải phóng thuốc men đồ khó lắm, cho nên ông bác sĩ ông cho cái Listerine mà để súc miệng để cho nó sát khuẩn gì đó thôi, mà cứ súc miệng nữa thôi. Nhưng mà tại vì cái vết thương nó vẫn còn, cho nên khi nó vỡ ra rồi nhưng mà mình nuốt thì nó vẫn cứ đau ở đây. Nhưng mà bắt đầu là ăn gạo lứt với mè, ăn này kia, bắt đầu nấu cháo nấu đồ này kia ăn vậy. Thì đến một cái lúc đó là cái sau đó cái thầy đi ra huyền không mới là lao động với anh em, đi ra lao động, bởi vì lúc đó là chư tăng là phải ra trồng rau, trồng bầu, trồng bí, trồng đồ này kia đủ thứ để mà từ túc kinh tế. Cái lúc đó là đang đói khó mà, cho nên phải từ túc kinh tế. Thì thầy cũng ra lao động. Mà khi mình lao động mình thấy mình cứ tròn vẹn trong cái lao động á, thì tự nhiên cái mà khó chịu đó mất hồi nào không hay, nó tự mất. Mà tại vì mình cứ để ý nó hoài cho nên mình cứ thấy nó hoài. Bây giờ mình đừng có để ý tới nó. Cho nên mình nói là ngoài kỳ thân như thân tồn là vậy. Tức là bỏ nó ra ngoài đi, đừng có quan tâm nó quá, bận tâm nó quá. Cái chánh niệm tỉnh giác á, là rõ biết nhưng mà không bận tâm. Còn bên này á, một cái đau cái gì đó đó thì mình bận tâm. Mà chính cái bận tâm đó nó mới kéo dài cái cảm giác đó ra. Còn khi mình tròn vẹn trong cái đàn là, mình làm việc được tròn vẹn trong cái đàn là, cho nên cái lúc đó thầy mới có một cái bài kệ mà nói là ta không biết đâu suối nguồn vi diệu à, sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa, ta không biết đâu bến bờ diệu giác gì đó. Đúng gì đâu mà đúng ngò về chùa các quốc ăn trưa, tức là vậy thôi. Tức là bây giờ mình cứ sống trong hiện tại vậy thôi, chứ mình không cần phải là đặt ra lý tưởng gì cao siêu gì hết trơn á, không cần biết là bến bờ diệu giác ở đâu, vi diệu gì ở đâu hết á, mà chỉ cần là mình tròn vẹn trong từng khoảnh khắc thì lúc đó là tự nhiên là bên nó trả lại cái bình thường à, thì té ra đúng là bình thường tâm thì đạo.